Xin chào cả nhà nha. Đây là mỗi món ăn mỗi ngày của gia đình nhỏ, gia đình nghèo của công tử Bạc Mạng. Đây là món cá hồi, gỏi cá hồi, bò kho. Mỗi ngày đi làm về làm một món cho các bạn xem cuộc sống như thế nào. Đây là cải trứng luộc, canh ngọt. Thấy chưa, ăn đơn giản vậy thôi, kho quẹt, một chút gì thôi, cho hai vợ chồng. Thôi các bạn ăn chung nha. Đã lắm, nhìn vậy chứ ngon lắm các bạn. Còn đây là món lẩu Thái. Đã lắm, thấy bò tự rói không? Mực, tôm, đầy đủ, rau, cổ, tim, gan. Ồ, thơm quá. Lẩu Thái vợ nấu, nghe mùi thấy đã thiệt. Nhìn thấy bất thèm, còn ông nhỏ này là ông chỉ biết ăn thôi nha ông. Ăn ông nằm lì đó. Nhưng mà dạo này đi học được một tuần mấy rồi, cho nên học rất là giỏi, rất thông minh. Ồ, nhìn đã quá, thèm ghê, chờ không nổi luôn. Đã quá, gia đình nhỏ ăn một chút gì thôi. Mời mọi người nha. Vài bữa nó hè rồi ăn lẩu không nổi. Nêm thơm ngon, đã luôn. Ôi lẩu tươi ăn đã. Ăn trước khi vô mùa hè nóng. Ăn trước khi nó đổi giờ. Sáng qua ăn cũng được. Mời mấy đứa. Nó để ăn cái gì vô. Còn đây là món cà ri cù tôi nấu cho thằng nhóc ăn. Salad, heo quay giờ. Quay giòn rụm ngon hết sảy luôn mọi người ơi. Nghe rồi, nghe tiếng ăn nè, cắn thử thôi nè, nghe to rồi nó giòn. Đây là thịt nha, chứ không phải giả đâu. Quay mà nó giòn như vậy á, ăn đã luôn. Mỗi ngày một món. Đây là thêm chân gà chuẩn bị chiên làm đó. Vợ tôi chiên chân gà đó. Mỗi ngày một món nè mọi người, tối nay sẽ khác thôi. Rồi xong, kết quả chân gà là đây mọi người. Đã chưa? Phùng chảo đó. Tô phở bò, phở gà có tôi đây. Vừa bò vừa gà. Ăn cho bò luôn. Bỏ rau cho anh luôn nha. Đây, mỗi ngày một món của tôi đây. Hôm nay ăn phở bò, phở gà. Một chút gì thôi, đó, đã chưa?